Hello nha em, chào mừng tất cả nha, nó quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay chúng ta đã tiếp tục chơi con game chiến binh đối tượng thôi. Game này khá hay, giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử qua cái vòng quay tiếp tục này đi. À nhưng mà có một số cái điều mình muốn chia sẻ với anh em, đó chính là ở cái mấy cái cụm server đầu ấy thì anh em biết đây là game của chúng ta không thể một cái tên gọi khác, đó chính là chiến binh Freeza. Server S3 này của mình này. Mình cứ ngỡ là bạn là cuồng bạo bên S3 này sẽ trung thành với Trang Kỳ Tích, anh em ạ. Trang Kỳ Tích trước bạn ấy chơi thần 2 sao đồ rồi, nhưng cuối cùng ai cũng phải chơi sang Visa thôi. Đấy, team nông dân từ VIP 13 đổ về thì ai cũng phải chơi Visa thôi, ai cũng muốn chơi Visa, ai cũng không muốn thua. Đấy, anh em thể gọi cái tên game này của mình là Chiến binh Freeza em nha. Tên chiến binh tối thượng em cũng biết đến một cái tên khác là Chiến binh Freeza. Trừ những bạn VIP 14 ra thì mình thấy đến 99 hoặc là đến 80% là chơi Freeza rồi em ạ. Một cái mô típ chung là vì chơi game ai cũng muốn mình là số 1 mà. Tại sao lại có chuyện mà lại chấp nhận số 2 được? Dù có yêu thích hâm mộ Trang Kỳ Tích đến khi nào đi nữa thì cuối cùng cũng phải chơi Freeza. Khổ lắm anh em ạ. Mặc dù con này nó xấu trai nhưng mà team chơi con này thì nó đỡ thọt, gọi là nó dễ nuôi dễ trúng thưởng. Giai đoạn là từ bây giờ tầm game ra mắt tầm 4 tháng là người ta gọi là giai đoạn là mid game, cái giai đoạn giữa game rồi ấy. Nó cũng khá lâu rồi, đủ để anh em lên thần, đủ tài nguyên để anh em lên thần rồi. Mình ăn được bạn ấy rồi, bạn Susu này thì không ăn được này, và bạn Cuồng Bạo thì ăn một cách dễ dàng. Trận này là trận để bạn ấy thay Freeza đây. Trước là mình đẩy cái con mình đẩy con này lên, tại vì trước bạn ấy chơi con đang chính là con Trang Kỳ Tích em nha, nhưng mà sau khi đổi thành thì mình lại đổi cái đẩy bự lên thôi. Bây giờ thì team ở server S3 này địch thủ của bạn Jimori sẽ không còn là đội hình quét đáng sợ nữa rồi, không còn đội hình ăn hit quét đáng sợ nữa rồi. 100% là toàn chơi team xuất huyết nha. Có mấy bạn top đầu thì chơi Vegito, tại vì 14 thì chắc chắn ai cũng chơi Vegito rồi. Còn lại thì 100% là chơi Pizza. Game của chúng ta sẽ là Chiến binh Freeza. Ví dụ sang sang năm 2021 mình nghĩ nhà phát hành Wusu nên đổi tên tựa game này thành Chiến binh Freeza các bạn. Cho anh em xem qua này, xong chúng ta quay một tí ngọc nghiếc nhanh nhanh nha, xem test tiếp cái nhân phẩm của bạn Jimori nào. Cái tầng thứ 15 nó cũng xuất hiện là Hero Chi Viện, nhưng mà quay lại là toàn cái cũ, chán chán không muốn nói luôn. À mà con ác thì mình quay rồi à, nói mới nhớ anh em ạ, con ác thì mình quay rồi. Ừ mình quay rồi, nhưng mà mình quay mất rồi, có thể mình quay cái này đi, còn cái này thì quay nốt cho anh em xem.
xám xí hết cái để nói để chơi rồi thôi thì là vào chém gió với anh em vậy. Bây giờ nó không đủ đá cơ, cái át này chưa đủ đá này, con này lên thần thiếu một nửa, 120 viên đá nữa. Top 10 mỗi ngày nhận được 7 viên, 120 viên, 2 tuần, 3 tuần, 3 tuần nữa lâu lắm, thần lâu lắm, hoàn toàn có khả năng nuôi. Đẩy con này không lên đá, con này thì con này lên thần rồi. Cái để chơi rồi, chơi game này nó cũng khá nhàn anh em ạ. Ví dụ đạt đến cái cấp cao cao ấy thì mình vào game mình chơi tí là hết nhiệm vụ, không tốn thời gian mấy. Thôi thì còn mấy lượt bem nhau, chúng ta ra chúng ta vào chúng ta bem nốt nhau đi, đánh nhau với bạn Su xem sao. DVH VT Hưng top 9, bạn Su top bao nhiêu rồi? Top 9 5, sao top 7, top 8 hả? Thì khiến cái quan wow. Vô tình thì nó stun làm mình cũng mất đi nhiều lượng đam với lượng sát thương gây ra. Tim lại ngon. Thua sấp mặt thôi, thua. Thua rồi anh em ạ. Anh em nông dân nào muốn review hoặc là muốn bui tin thì có thể sang cái kênh Asura Streamer của mình xem nha, nha cái PM Facebook cá nhân của mình ấy. Xong chụp ảnh team, chụp ảnh team ở đấy để mình xem có cái gì để nói không thì mình làm clip sẽ review cho anh em thôi. Vậy nhanh nha, bye bye và hẹn lại anh em vào những clip lần sau. Bye bye anh em.